Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô xe cũ của Vũ Ngân. Cửa hàng có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình và ngay cạnh Toyota Mỹ Đình. Hôm nay siêu thị ô tô BK Hà Nội chúng tôi lại về một siêu phẩm của Honda. Đó là chiếc CRV được sản xuất năm 2018, tên cá nhân một chủ từ đầu, xe còn cực mới và đẹp. Vừa về đến cửa hàng bên chúng tôi, xe mới đi được 2,5 vạn km nhá. Thì năm 2018 thì CRV nhập khẩu với 3 phiên bản E, G và L. Đây là bản phiên bản cao cấp nhất, được đánh giá rất cao trên thị trường SUV hạng trung, như cạnh tranh trực tiếp như Santa Fe hay Pajero Sport hay Outlander. CRV thì như quý anh chị em đã biết rồi, được làm mưa làm gió trong những năm từ 2009 trở lại đây, với kiểu dáng thì rất thể thao, gọn, đẹp và rất thẩm mỹ ạ. Nhập khẩu từ Thái Lan thì như quý anh chị em đi rất đầm và chắc nhá. Thì nước sơn đây, thì kính mời quý anh chị em đi vòng quanh xem ngoại thất, nội thất và keo chỉ chiếc xe. Vâng, xe được nhập khẩu từ Thái Lan này, thì quý anh chị em xem phần đầu xe nhá, rất thể thao và đẹp. Vâng, với bộ đèn pha và đèn chiếu gần dạng full LED đấy, đèn định vị ban ngày rất rộng, và đặc biệt là đèn xi nhan rất to bản này, dễ quan sát cho người đi đường. Đèn gầm cũng là đèn full LED hết quý anh chị em nhé. Tất cả cửa gió điều hòa, cửa gió mặt ga lăng điều hòa là mạ chrome, hai màu, màu đen và màu bạc, rất đẹp ạ. Vâng, chủ xe riêng bộ lốp còn rất dày nha quý anh chị em nhé, mâm xe 18 inch. Vâng, dạng phay rất đẹp ạ, lốp Michelin đi rất êm, lốp còn rất dày, cao và rộng, đi rất bám đường nhé. Xe được trang bị phanh đĩa 4 bánh ạ. Đây, gầm xe đây quý anh chị em nhé. Về xe vừa về đến cửa hàng thì chúng tôi cũng chưa hề có dọn dẹp gì cả, mộc nguyên bản theo xe quý anh chị em nhé. Gương kính thì cũng đã được chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ. Đấy. Nước sơn thân xe đây quý anh chị em nhìn này, không hề có một vết xước nào đâu nhé. Vâng, đặc biệt là phần thân xe cũng đã được sơn cách điệu giữa từ ba vô lê lên, cũng đã được lắp thêm lẹp cánh cửa, rất sáng, rất thể thao và đẹp ạ, tạo điểm nhấn cho xe. Chìa khóa thì cũng đã tích hợp chìa khóa thông minh vào cánh cửa nhé. Còn phần keo chỉ đây quý anh chị em nhìn này, phần keo chỉ nhá. Đấy, hàng nhập đóng rất chắc chắn nhá. Đây quý anh chị em này. Đấy. Đặc biệt là CRV thì được trang bị động cơ 1.5 turbo tăng áp quý anh chị em nhá. Rất tiết kiệm nhiên liệu với hộp số CVT. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, nhưng mà công suất thì lại cao hơn cả phiên bản 2.0 cũ ạ. Đây, còn về phần gầm xe phía sau đây quý anh chị em nhìn này, lốp này còn nguyên ta lông lốp nhá. Chủ xe cũng rất ít đi đâu, đi có 2,5 vạn km. Vâng, phía đằng sau là cụm đèn hậu full LED rất to bản, dễ quan sát cho người đi đường. Xe đã được trang bị camera lùi và đặc biệt là có cả 4 cảm biến va chạm phía sau. Phía đằng sau ba đợt sốc cũng sơn cách điệu hai màu đen và màu bạc, tạo điểm nhấn cho chiếc xe, và bộ bô đôi nhá, rất thể thao và khỏe khoắn. Cốp thì được mở điện. Vâng, chiếc xe này phải nói là quá đẹp luôn quý anh chị em nhé. Đây, ghế sau hầu như là chưa có người ngồi đây, nguyên inox quý anh chị em nhé, hầu như là không có người ngồi nên là còn nguyên inox. Đấy, rất đẹp luôn. Vâng, ốp thêm chống xước cốp xe này. Tất cả các con ốc của phía sau đây quý anh chị em nhé, cốp cửa sau này, đấy, zin nguyên theo nhà sản xuất nhé. Cốp điện nhé. Đấy. Đấy, quý anh chị em vừa xem phần cửa hậu nhá, cũng không hề có vết xước. Và đây phần thân xe bên lái đây này, cũng không hề có vết xước. Với tiêu thụ một chiếc xe 7 chỗ thì có 7 lít xăng trên 100 km, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu rồi. Nắp bình xăng cũng đã được ốp lắp bình xăng mạ chrome rất đẹp này. Đây phần keo chỉ đây quý anh chị em nhìn này. Cửa đóng cực kỳ chắc chắn nha quý anh chị em nhé. Xe nhập này, đấy, rất lặng, phải nói là cực đầm. Vâng, về phần cửa xe và keo chỉ nhá, và ngoại thất thì còn mới và đẹp, không hề mất một phân chỉ nào.
Còn đây là phần tabi cửa đây quý anh chị em này, như mới luôn. Đấy, đã được bọc da ôm gỗ nhá. Gương kính được chỉnh điện gập điện. Chủ xe cũng lắp thêm chống xước lên xuống rồi, bậc lên xuống rồi. Và ghế thì lái được chỉnh điện nhá. Ghế lái được chỉnh điện 10 hướng này. Xe được trang bị ghế da màu đen, rất sạch và thể thao. Đấy. Vâng, vô lăng thì đã được bọc da mạ bạc, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, chuyển kênh, đàm thoại rảnh tay, ga tự động và có lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng, hệ thống đèn tự động nhá. Và hệ thống để màn hình hiển thị đa thông tin dạng LED rất sắc và hiển thị km trên mặt đồng hồ, dễ quan sát hơn. Tất cả cửa gió điều hòa đây quý anh chị em này đều đã được mạ chrome. Táp lô rất mới và đẹp nhá, màn hình rất to. Màn hình cảm ứng rất đẹp, rất bắt mắt. Được trang bị để lổ start top và gạt mưa tự động, gương chiếu hậu cũng tự động nhá. Cửa sổ chơi toàn cảnh panorama. Đấy. Cửa sổ chơi toàn cảnh panorama. Rất đẹp luôn. Vâng, xe được trang bị phanh tay điện tử này. Giữ phanh tự động này. Hộp số tự động CVT. Xe được trang bị 6 loa, 6 túi khí quanh xe, điều hòa tự động 2 vùng. Bệ thì tay đây quý anh chị em này. Bệ thì tay nhá. Rất to và rộng luôn. Thật, trang trí mặt táp lô của CRV vậy đó là cực đẹp, cực LED. Vâng, về phần ghế sau đây quý anh chị em nhé. Ghế sau của CRV cũng cực kỳ là rộng. Rộng. Rất rộng và đẹp. Xe có cửa gió điều hòa. Tất cả là hai dàn lạnh nhá. Đấy. Hai sạc USB. Bệ tì tay tích hợp với để nước. Hồi rất thoải mái ạ. Trần xe còn cực sạch và mới quý anh chị em nhé. Đèn trần dạng LED này. Vâng, đây quý anh chị em vừa xem phần ngoại thất và phần nội thất nhé. Đây phần động cơ đây quý anh chị em này. Đấy, mộc nguyên nhá, chúng tôi chưa hề dọn dẹp máy móc gì đâu. Xe vừa về đến cửa hàng quay cho quý anh chị em xem đấy. Tiếng máy lổ rất đều và êm. Sau video này thì chúng tôi sẽ cho dọn máy, thì chiếc xe này máy thì nhìn như mới đâu. Đấy. Tất cả các con ốc của lắp cabo nhá, chưa hề có sự tháo cậy gì đâu nhá. Tất cả các ốc giằng này. Cực đẹp luôn. Vâng, chiếc xe này bên siêu thị ô tô BK Hà Nội chúng tôi đang chào bán có giá là 948 triệu nhá. Quý anh chị em nào quan tâm tới chiếc CRV bản N, bản cao cấp nhất ấy, thì hãy gọi điện thoại cho Vũ Ngân theo số điện thoại là 0926157777, 0926157777. Quý anh chị em khi mua xe cũ thường lăn tăn vấn đề như xe có bị đâm đụng ảnh hưởng đến gầm bệ sassi không, có bị tháo cẩu máy không, có bị ngập nước không, hồ sơ pháp lý có rõ ràng không. Siêu thị ô tô BK Hà Nội chúng tôi sẽ cam kết những vấn đề trên bằng văn bản, hoặc quý anh chị em có thể nhờ bạn bè hoặc thợ xe đến xem xe hộ tại số 17 đường Phạm Hùng. Còn muốn cẩn thận hơn nữa, quý anh chị em có thể mang ra gara uy tín hoặc mang ra hãng chúng ta kiểm tra. Chiếc xe này cũng còn hỗ trợ trả góp là 70%. Quý anh chị em cũng chỉ cần có khoảng độ gần 400 triệu thôi thì có thể lấy được chiếc xe này về phục vụ cho công việc cá nhân của mình. Vũ Ngân xin cảm ơn quý anh chị em đã xem video này. Vũ Ngân kính chúc quý anh chị em có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin tạm biệt và hẹn lại video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn ạ.